Vâng, xin chào các bạn. Như vậy là đã đầu năm 2019 và đây là lúc chúng ta nhìn lại đâu là sản phẩm tốt nhất 2018. Nếu như bình thường các năm thì mình sẽ tự động đưa ra những cái lựa chọn của mình, nhưng năm nay chúng ta đã tổ chức những cuộc thi và bình chọn vòng loại ngay từ trên các group như Vật Vờ Studio, group của Relab. Và đây là vòng chung kết để xem đâu là top 5 sẽ được đi vào chung kết và đâu sẽ sản phẩm xuất sắc nhất từ chính sự bình chọn của các bạn. Đầu tiên mình sẽ nói chút về phần quà tài trợ để các bạn bình chọn ra flagship xuất sắc nhất 2018. Mọi người sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Mi Mix 3 chính hãng trong video lần trước mở hộp của mình. Thì bạn thể xem lại. Và cách thức để nhận được nó thì mọi người sẽ đọc ở phần mô tả thật kỹ bên dưới video cho mình nhé. Bây giờ là top 5 do chính các bạn bình chọn trên group. Top 5 của chúng ta đã xuất hiện, đó là Huawei Mate 20 Pro, iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi Mix 3 và Sony Xperia XZ 2. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem Mate 20 Pro thì là có một số phiếu khủng khiếp là 1,4 nghìn phiếu. Tức nghĩa là nó đã bằng gần như là các cái sản phẩm kia cộng dồn lại thì mới bằng Mate 20 Pro. Và Mate 20 Pro được mình đánh giá là một chiếc máy rất đáng mua, là flagship đáng tiền của năm 2018. Ở ngoài nước các bạn cũng thấy là các trang quốc tế đánh giá cao Mate 20 Pro. Và đây cũng là một cái lý do dễ hiểu tại sao các bạn bình chọn sản phẩm này chóng mặt đến như vậy. Trước đây thì những cuộc bình chọn thường xuyên là top đầu chỉ có Samsung và cũng như là Apple là dễ dàng được mọi người bình chọn. Nhưng năm nay bất ngờ là ở vị trí đầu tiên lại là Mate 20 Pro. Và đứng thứ hai lại chính là cái chiếc iPhone XS Max, cũng là chiếc máy mà mình đang dùng làm máy phụ để quay video làm vlog cho các bạn. iPhone XS Max thì thực sự là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì chỉ có iPhone chạy iOS thôi. Nên những người yêu thích iOS thì chỉ có thể vote được cho XS Max, chứ mình nghĩ là XR, XS thì không có cửa trong cái tầm mà vote những flagship xuất sắc nhất năm rồi. Vị trí số 3 thuộc về Samsung Galaxy Note 9 với một số phiếu chỉ là 383 phiếu mà thôi. Tại sao Samsung năm nay lại được ít bình chọn như vậy? Đây là một vấn đề khá dễ hiểu khi mà nếu mà so với sản phẩm Galaxy Note 8, Galaxy Note 9 không có một sự đột phá cần thiết. Nếu như những cái nhà sản xuất như Apple không đột phá thì là vì họ làm một cái thói quen như vậy. Nhưng trong một thế giới Android có quá nhiều sự lựa chọn, các bạn không mua Samsung, các bạn mua được những cái thiết bị khác. Bởi vậy nên tại sao năm nay Note 9 lại thua với các đối thủ cạnh tranh? Vì Note 9 chúng ta là một sự phiên bản hoàn thiện cao cấp hơn của Note 8 nhưng chưa đủ đột phá để gây dấu ấn trong lòng người tiêu dùng. Bởi vậy nên Note 9 năm nay khá ít sự bình chọn. Nếu nói về đột phá thì chiếc Mi Mix 3 là một trong những sản phẩm mà cũng đạt được một trong những cái sự bình chọn nhiều về cái sự đột phá trong thiết kế. Bởi vậy nên Mi Mix 3 nằm ở vị trí số 4, nhưng số phiếu bình chọn khá khiêm tốn, chỉ 78 phiếu và cũng tương tự như Xperia XZ 2 cũng chỉ giành được 58 phiếu nhưng vẫn lọt vào top 5 của chúng ta. Có thể nói năm nay là một năm đáng buồn đối với Sony, họ đã không còn kinh doanh các sản phẩm ở Việt Nam nữa và cũng như là XZ 3 không đưa về Việt Nam, một năm đáng quên, nhưng mà cái sản phẩm của họ vẫn giành được một cái vị trí nhất định trong lòng người tiêu dùng và XZ 2 nằm vào top 5 các flagship xuất sắc mà do chính các bạn bình chọn. Như vậy, đấy là top 5 do các bạn bình chọn trên group và đây là cái vòng chung kết thì sẽ bình chọn trực tiếp trên YouTube. Các bạn thì bình chọn góc màn hình và cũng có thể truy cập vào link của Relab và cũng như Lâm Nấm, bởi vì bọn mình sẽ cộng tổng tất cả các phiếu bình chọn ở trên YouTube của các kênh lại để xem đâu sẽ là sản phẩm được bình chọn nhiều nhất để trở thành flagship xuất sắc nhất năm 2018 trong số 5 sản phẩm đã đi vào chung kết. Và để nhận được chiếc Mi Mix 3 thì các bạn sẽ truy cập vào link bên dưới mô tả video để điền thông tin vào Google Drive. Và mỗi người chỉ được comment và điền một lần duy nhất ở cái link đó. Và nếu các bạn muốn tăng thêm số lượt may mắn của mình thì bạn sẽ truy cập vào kênh Relab và Lâm Nấm, cũng điền thông tin trên form của các bạn kia. Tổng cộng có 3 lần điền để tăng thêm cơ hội nhận được chiếc Mi Mix 3. Và các bạn thì sao? Trong cái số 5 sản phẩm mình vừa nêu tên, đâu là thiết bị smartphone flagship các bạn yêu thích nhất? Hãy comment cho mình biết và hẹn gặp lại các video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên Vật Vờ Studio, và nếu mọi người chưa từng đến đây bao giờ hãy bấm like và subscribe, và các bạn hãy xem qua các cái playlist đang có ở đây.